Hoàng thượng bố trí trong căn phòng này, hoàng thượng cảm thấy như thế nào hả? Theo trẫm thấy bố trí vô cùng tinh tế, trẫm vô cùng hài lòng đó. Chỉ cần hoàng thượng hài lòng vậy là được. Hôm trước A Mã thần căn dặn thần á, bố trí bày biện ở đây tuyệt đối không được lơ là, cho nên là thần đã đắn đo suy nghĩ rất là thận trọng làm sao bố trí cái tẩm cung này để cho hoàng thượng người có cảm giác như là về tới nhà của mình vậy đó. Trẫm cảm thấy như vậy là rất tốt, lại không phải hoàng cung nội viện, trẫm chỉ là ở tạm vài ngày, giống như vậy đã là rất tốt rồi. À, chỉ cần hoàng thượng cảm thấy vui, lão thần cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Hoàng thượng, à, còn chuyện thiên hạ đệ nhất lầu thì tuy là trẫm vừa mới tới đây, nhưng mà dọc đường cũng ngắm nhìn phong cảnh rồi, bây giờ trẫm cảm thấy hơi mệt, cho nên không cần phải gấp. Dạ được, lão thần đã hiểu. Vậy mình phải nhanh chóng kêu hồ điệp chuẩn bị một chút. Hoàng thượng, hay là thần ở lại đây để chơi với người, đưa người đi đây đó có được không? Được. Có điều hôm nay trẫm thật sự rất mệt rồi, các người theo ta cả ngày trời cũng vất vả rồi, các người hãy lui xuống nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta hãy bàn tiếp. Vậy thì hoàng thượng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Được. Vậy lão thần xin phép cáo lui. Nô tài cáo lui. Hoàng thượng, tất cả người ngựa đều đã sắp xếp ổn thỏa. Hoàng thượng, căn nhà này tuy nhìn bề ngoài thì không có gì đặc sắc, nhưng mà các gian phòng bên trong và bố trí thì lại vô cùng tinh tế đó. Hoàng thượng thực sự mệt rồi sao? Vậy chúng ta có cần đi tới thiên hạ đệ nhất lầu trước để xem cô nương đó không? Mệt thì trẫm không thấy mệt, nhưng mà trẫm muốn gặp một người đã. Hoàng thượng, nô tài Tiểu Nghiêm Tử cấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiểu Nghiêm Tử, mau đứng dậy đi. Hoàng thượng. Tiểu Nghiêm Tử, vất vả cho ngươi. Nô tài không vất vả. Nghe nói là hoàng thượng ở trong cung gặp rất nhiều phen nguy hiểm, Tiểu Nghiêm Tử không thể ở bên cạnh người hầu hạ cho người được. Xin hoàng thượng thứ tội. Ê, nếu không phải ngươi tới đây thông báo cho Bành Bằng và mọi người, thì Âu Dương Đức cũng không biết mà vào cung cứu giá. Nói ra thì ngươi còn là một đại công thần, trẫm dự định khi trở về sẽ ban thưởng ngươi thật tốt. Không cần, không cần, hoàng thượng, không cần đâu hoàng thượng. Được rồi, Bành Bằng đâu? Bành Bằng đang ở ngoài đợi chị đó. Đợi chị cái gì chứ, đây không phải là hoàng cung, mau kêu hắn vào đi. Dạ. Di thần Bành Bằng khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Mau đứng dậy đi, đây không phải bên trong hoàng cung, không cần phải dùng tới nhưng lễ nghi phiền phức như vậy. Tạ ơn hoàng thượng. Bành Bằng, lần này Tiểu Nghiêm Tử tới tìm ngươi, may là ngươi lanh trí đi báo tin cho Âu Dương Đức và Dương Hưng Vũ các anh hùng hảo hán vào cung cứu giá kịp thời, nếu không hậu quả thật sự rất khôn lường. Bẩm hoàng thượng, chuyện này là thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ của thần, là gì phải làm. Hơn nữa, hiện tại hoàng thượng bình an vô sự, đó là phúc của nhà Thanh chúng ta. Nói hay lắm. Khởi bẩm hoàng thượng, di thần không biết vì sao hoàng thượng lại tới Quyền Tam Hà. Đó là bởi vì trẫm muốn tới thiên hạ đệ nhất lầu. Hoàng thượng, nhưng thiên hạ đệ nhất lầu đó chỉ là quán rượu của nhân gian, di thần không rõ tại sao hoàng thượng lại muốn tới đó chứ. Chuyện này là do trẫm ngưỡng mộ một cô nương tên Thái Điệp nên mới muốn tới thôi. Thái Điệp? Di thần to gan, xin hỏi hoàng thượng, trước đây đã gặp cô nương này chưa? Trước đây trẫm có gặp một cô nương dáng vẻ tương tự cô nương này, còn cô nương ở thiên hạ đệ nhất lầu này thì trẫm chưa từng gặp qua, vì vậy khiến trẫm cảm thấy rất hiếu kỳ, cho nên trẫm muốn Bành Bằng Khanh đi sắp xếp một chút. Di thần lãnh chỉ. Vậy không biết hoàng thượng muốn khi nào đi? Chỉ cần chuẩn bị xong thì trẫm sẽ lập tức đi ngay.
Dạ. Hoàng thượng. Đại nhân. Hả? Sao vậy? Còn chuyện gì sao? Dạ không, thần cáo lui. Hoàng thượng không phải người sai Phúc Quận Dương đưa chúng ta đi sao? Sao bây giờ người lại kêu Bành đại nhân dẫn chúng ta đi gặp cô nương đó? Nếu như Quận Dương gia ngày ấy mà biết được, nhất định sẽ ganh tị với Bành đại nhân đó. Ganh tị cái gì chứ? Hoàng thượng, Bành đại nhân này là một vị quan tốt, thời gian nô tài dưỡng thương ở đây, Bành đại nhân đó không biết tốt tới mức nào. Bành đại nhân ngài ấy làm quan chính trực, dân chúng ở huyện Tam Hà này đều biết ngài ấy là một vị quan tốt, thực sự là một vị quan tốt. Được rồi, chuyện liên quan tới Phỉ Thúy âm thầm dò hỏi tới đâu rồi? Nô tài dò hỏi rồi hoàng thượng, về Phỉ Thúy Cách Cách. Cô ấy Phỉ Thúy Cách Cách, cô ấy được rồi, trẫm biết rồi. Dạ. Phúc Quận Dương tuổi cũng đã cao, nếu như để ông ta đi cùng với trẫm e là sẽ không ổn lắm đâu. Dạ. Người nói Bành Bằng là một vị quan tốt, vậy trẫm sẽ lệnh cho Bành Bằng đi cùng với trẫm, để Bành Bằng chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta sẽ cùng đi tới thiên hạ đệ nhất. Phải đó. Đâu rồi? Hả? Ta muốn gặp Thái Điệp Cô Nương. Thái Điệp Cô Nương đâu? Hả? Hả? Được rồi. Nè. Phải đó. Nói vậy là ổn sao? Rồi chuyện gì kỹ là Thái Điệp Cô Nương có phải gì không? Được rồi. Nè nè. Cạn chung. Cạn chung. Nè nè. Cạn chung. Được rồi. Uống liền đi. Cạn đi. Được rồi. Mọi người làm ơn yên lặng một chút. Gì vậy? Hả? Sao vậy? Cũng chưa biết mọi người là ai, tin tức cũng nhạy bén quá trời. Hả? Mọi người nghe ai nói Thái Điệp chúng tôi hôm nay về đây vậy? Rồi không phải rồi. Thì đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Con gì vậy? Phải rồi. Ta rồi mà. Người ta đâu có muốn gặp ngươi. Người ta muốn gặp ta mà. Ta đã nói với mọi người rồi, cô ấy về thăm quê nhà mới quay lại thôi. Đường xa xôi vất vả, đi rất là mệt. Trời ơi, cho dù trong tay mấy người có mấy ngàn lượng bạc, Thái Điệp chúng tôi cũng sẽ không gặp mấy người đâu. Hả? Cái gì? Là sao? Phải vậy không? Là sao? Đúng rồi. Đúng đó, chúng tôi tới đây là vì Thái Điệp cô nương mà. Phải rồi, chính là như vậy. Đúng rồi, là vì chuyện này mà. Kỳ lạ quá. Đại nhân, phải mời. Bà chủ. Bạch công tử, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy? Bà chủ, hôm nay ở đây náo nhiệt thật đó. Náo nhiệt sao? Cũng không biết là ai đã đồn đại nói Thái Điệp chúng tôi hôm nay trở về quán. Thì ra là Thái Điệp cô nương thực sự ở thiên hạ đệ nhất lâu. Do sao vậy? Hôm nay huynh tới cũng là vì muốn gặp Thái Điệp chúng tôi sao? Bành mẫu đúng là tới đây vì Thái Điệp, nhưng mà người muốn gặp Thái Điệp lại không phải là Bành mẫu. Rất mong bà chủ giới thiệu cho chúng tôi gặp gỡ. Đâu phải là huynh không biết Thái Điệp cô nương nhà chúng tôi, cô ấy vừa về tới vẫn còn rất mệt, không muốn gặp ai hết. Huynh không nhìn thấy sao? Ta phải xoa dịu các khách quan ở đây nè. Bà chủ à, vậy cô có thể mời hết những vị khách đề ra ngoài được hay không? Bành công tử, huynh đang nói đùa đó hả? Ta mở quán làm ăn đó, chỉ có mời khách tới quán, làm gì có chuyện đuổi khách đi chứ. Bà chủ à, hay làm vậy đi, hôm nay có một vị khách rất là đặc biệt từ kinh thành tới quán của cô. Bành Hưng. Dạ. Bà chủ à, bà xem không biết số ngân lượng này có đủ bao cả tủ lầu của cô không? Đủ, quá đủ luôn. Số bạc này đủ để bao cả quán mấy ngày luôn đó. Tuy là khó xử, nhưng mà ta vẫn phải nói. Bây giờ cô mời hết khách ở đây ra ngoài giùm đi.
Được, còn không phải vì huynh sao? A Trung. Các vị, các vị hãy nghe tôi nói. Nói gì vậy? Cái gì vậy? Có chuyện gì nữa vậy? Sao vậy? Hôm nay thiên hạ đệ nhất lầu chúng tôi có khách quý ghé thăm, cho nên là thiên hạ đệ nhất lầu chúng tôi mời mọi người lập tức ra về. Hôm nay mọi người ăn uống gì đều do thiên hạ đệ nhất lầu này mời hết. Sao vậy chứ? Đừng không phí hả? Nhưng mà đang chờ thái điệp cô nương đâu chứ? Bành công tử, bây giờ chỗ chúng tôi người đã đi hết, cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Huynh xem thử thiên hạ đệ nhất lầu chúng tôi như vậy được chưa? Đúng rồi, vị khách quý từ kinh thành tới mà huynh nói, rốt cuộc khi nào tới đây vậy? Xin chờ một chút. Mạnh Hương, dạ. Ngươi biết nên làm sao rồi. Dạ. Mọi người vào đi. Công tử, đi từ từ, mời. Mời công tử. Công tử đi từ từ. Mà long trọng quá vậy? Vị này chính là vị khách quý mà công tử chúng tôi vừa nhắc tới. Người này vô cùng tôn quý. Bà chủ à, vị này chính là khách quý từ kinh thành. Trời ơi, thật không ngờ khách quý từ kinh thành tới cũng biết được danh tiếng của thiên hạ đệ nhất lầu này. Lệ nương ta tự nhiên cảm thấy vô cùng vinh dự. A Trung. Dạ, dạ bà chủ. Có khách quý, pha ấm trà ngon đi. Có ngay. Xin hỏi vị công tử này tên họ là gì? Tại hạ họ Long, ở nhà đứng hàng thứ ba. Cô cứ gọi là Long Tam được rồi. Thì ra là Long Tam công tử. Công tử dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, tài giỏi hơn người, cao quý sang trọng, vừa nhìn là biết người có tiền. Trà tới đây. Ê, khoan đã. Để tôi tự làm. Để tôi tự làm. Xin hỏi công tử đang kinh doanh ngành gì vậy? Gia thuộc, châu báu và một số đồ cổ. Bà chủ à, Long công tử ở kinh thành là đệ nhất phú hộ. Thì ra Long công tử là chuyên buôn bán lớn. Công tử, ngài muốn ăn món gì? Hôm nay lệ nương sẽ mời khách. Hôm nay ta chỉ muốn gặp thái điệp cô nương. Thái điệp cô nương này, cô ấy không tùy tiện gặp khách đâu. Miếng ngọc phỉ thúy này có giá trị liên thành, nhờ cô giúp ta đưa cho thái điệp cô nương, xem cô ấy có chịu gặp ta hay không. Ôi trời ơi, đây đúng là món đồ tốt có giá trị liên thành. Nhưng mà ngài thật sự muốn tặng món đồ này cho thái điệp cô nương làm quà gặp mặt sao?
Tuy rằng là thái điệp cô nương này tính tình hơi bướng bỉnh, nhưng mà với miếng ngọc trị giá vạn lượng này, Long Tam công tử xin chờ chút. Công tử, ngồi xuống đi. Dạ. Công tử, ở đây dù sao cũng đã bên ngoài Tử Cấm Thành, quả thực thuộc hạ cảm thấy rất là lo lắng. Ê, ngươi không cần phải lo, Nguyên Tâm Hạ không phải thuộc địa phận ngươi quản lý sao? Trẫm không thấy có gì đáng lo. Bành Bằng lo sợ an nguy của người vô cùng quan trọng, Bành Bằng lo lắng, trong lòng cứ thấy bất an. Ta thấy hay là gì? Ta biết là ngươi ở bên cạnh của ta rất cẩn trọng, hay là vậy đi, ngươi cứ về xử lý công việc của ngươi trước, muộn một chút ta sẽ đi tìm ngươi. Chuyện này công tử à? Ê, ta biết là ngươi đã bố trí mấy trăm binh lính ở bên ngoài Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu này rồi, với lại Tiểu Nghiêm Tử và Tiểu Thạch Tử đều biết võ công, ngươi không cần phải lo. Công tử. Được rồi, đi đi. Dạ. Hả? Bành Bằng cáo lui.